Kính chào quý vị đã trở lại với kênh của chúng tôi. Và sau đây là bản tin chồng thứ 9 của nữ đại gia Thái Lan bị đá vì tình tay ba đồng tính. Kính thưa quý vị, mới đây dư luận còn chưa hết xôn xao khi bà Lina Sansania, đại gia xứ Chùa Vàng, tuyển chồng lần thứ 9 của mình trong hơn 60.000 ứng viên. Ranji là người được bà chọn lựa và bản thân chàng trai này cũng rất hạnh phúc khi được làm chồng của bà. Anh cho biết rằng mình rất nể phục người phụ nữ nói được làm được như Lina, nguyện sẽ bên cạnh bà suốt đời. Nhưng dư luận còn chưa kịp chúc phúc cho hai người thì mới đây, Ranji đã cho biết rằng anh rất bất ngờ khi vợ mình đã chính thức tỏ tình mới và không hề hay biết chuyện mình đã bị cho ra rìa. Nhưng tưởng lý do từ phía bà Lina với quá khứ tình trường dài hàng trang giấy, thế nhưng mới đây, trang tin Sam Thái Lan đã bất ngờ cho biết rằng lý do thực sự khiến bà Lina chia tay Ranji lại vì chồng trẻ này có tình tay ba với một chàng trai khác. Ranji hiện nay đang tham gia một ban nhạc có phong cách thời trang phi giới tính, thế nên nhiều người cũng nghi ngờ về giới tính của anh chàng này. Mới đây, một bức ảnh của Ranji thân mật cùng một chàng trai khác chính là lý do khiến bà Lina quyết định phủ với người chồng trẻ mới cưới của mình.